của phở hấp mì sa pa. Lại lắm cắm chi chân mà cái chân xin đẹp bẻ Thank you.
thì mà lỏng pẹ ha. Sao mày mất lỏng nó, lỏng bùn nát. Này này, cái lỏng bùn nát. Thôi nó. Cái nổi cho mày hậu. Hừ, nổi phải. Những mẹ trên khắp địa bàn huyện chuẩn bị để dâng lên trời đất mong muốn một năm mới mùa màng bội thu. Của thị trấn Lăng Can và các xã trên địa bàn huyện, hội doanh nghiệp huyện, quận công Nguyễn Thế Quần, nhân dân địa phương thường gọi là Đức Quận Công Hiếu Bảo, là người có nhiều công tích trong việc dẹp loạn, chăm lo đời sống của người dân địa phương, đồng thời mang tính nhân văn, nhân bản sâu sắc của con người trong mối quan hệ ứng xử giữa thiên nhiên và con người. Thank you.
này phi vào cái đi. Okay, oh.